mưa đá nè các bạn ơi, ghê chưa? Đó. Cái hột mưa đó nó vậy nè. Đó, mùa xuân rồi mà còn tuyết nè. Mưa đá giữa mùa xuân. Đó. Đó, các bạn thấy cái hột mưa đá của nó nè, tuyết nè. Đó. Năm nay rất là lạ luôn. Một lúc thì nắng. Nó mặt trời hừng hừng. Các bạn thấy chưa? Đó. Như đôn gòn vậy đó. Tròn 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 tròn. Trời rất là lạnh luôn. Người còn héo nữa chứ đừng có nói chi mà hoa. Hoa lên đâu có nổi. Đó, rồi một chút xíu nữa ông tạnh bây giờ đó. Ông tạnh xong rồi bắt đầu cái ông nắng xuống. Rồi sau một hồi đổ xong xuôi rồi bây giờ mặt trời lên. Đó, ai chịu nổi không?